xin chào tất cả mọi người, mình là Quy ở đây. Thì hôm nay mình sẽ đi coi căn nhà 7.000 này thành một căn nhà rất là bình thường luôn, nhưng mà cái tông của nó sẽ lại là tông màu hồng và màu trắng nha. Thì cái tông lần này thì nó sẽ hồng hơn cái tông lần trước. Rồi bây giờ tôi sẽ lót thảm cái tầng 2. Thì lúc này là tôi test thử lót bằng cái hồ cá đó. Nhưng mà tại vì nó cao quá, không có đúng cái chiều cao mà tôi muốn nên là thôi tôi lót như cũ. Trời ơi, mọi người nhớ tham gia Facebook nha. Với lại tham gia, à không phải, nhớ lại nhớ follow kênh TikTok của tôi nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cái khúc này là tại vì theo đúng concept là tôi phải dùng cái giường màu hồng nên là tôi dùng cái giường này. Còn nếu mà hồng mọi người không có được thì mọi người dùng cái giường 2007 đó nha. Thank you.
Tại vì không có màu hường nên là tôi phải dùng màu trắng. Thì màu hồng với màu trắng đi chung với nhau nó rất là đẹp luôn á. Ở bên đây thì tôi xây thêm một cái toilet ở dưới lầu nữa ha. Đây nè, hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người cách làm cái chỗ phơi đồ nha. Nhưng mà chỉ có cái hai cái món đồ là mình có thể phơi được thôi à, là cái khăn với lại cái áo choàng tắm á. Trời ơi mọi người cứ bấm cẩn thận thôi nha, chứ như kéo như tôi nè là tí nó phải làm lại từ đầu hết luôn. Cái này là lót bốn tấm đó rồi mọi người treo lên bình thường thôi nha. Đó, nhìn y chang chỗ phơi đồ luôn ha. Ấy nhưng mà cái khúc đi vô thì thấy cái chỗ phơi đồ thì nó không có đẹp lắm, nhưng mà thôi kệ để biết sao giờ. Còn ở đây thì tôi sẽ đặt vào đó là một cái phòng khách. Thì phòng khách này thì tôi xây đại thôi à, tại vì nó cũng đơn giản thôi, không có gì đặc biệt hết trơn á. Ở phía bên này thì tôi sẽ đặt chỗ ngủ với lại chỗ chơi cho bé ha. Còn chỗ tắm cho bé thì tôi sẽ đặt chung với lại cái nhà vệ sinh ở bên dưới, tại vì nó cũng khá là rộng ý. Nếu mọi người đã muốn xây nhà màu hồng rồi thì mọi người chỉ có đầu tư nha. Chứ hai cái màu xanh lá với màu kia thì nó không có hợp lắm. Còn màu hồng thì chỉ khó mua bằng kim cương, cũng rẻ mà. Rồi bây giờ tôi sẽ dắt mọi người đi tham quan nha. Sao lúc nào đi tham quan là cái người tôi cũng bốc mùi hết trơn á, thấy ghê quá đi à. Thì đây nè, đây là cái phòng khách. Tại vì ở trên nó quá là trống nên tôi trang trí đại vô mấy cái dây đó đó. Đây là chỗ cho bếp nè, quá là dễ thương luôn. Thì ở trong này sẽ là nhà bếp. Thì ngay cái chỗ nhà bếp này nó khá là trống á,
Hồi nãy tôi không có để ý nên là để bây giờ tôi đặt như đó là mấy cái máy tập tập thể dục ha. Giống như là mọi người tập thể dục xong mệt quá, cái bay vô bếp ăn luôn á. Phía bên này đó chính là chỗ để giặt đồ nè. Xong rồi mọi người đem ra đây phơi đồ. Phơi đồ xong ở trong khi sẽ là nhà tắm cho nhà vệ sinh với lại nhà tắm cho bếp luôn. Ủa, có phép thuật hả? Tôi nhớ là hồi nãy tôi đâu có đặt cái này ở đây đâu trời. Tôi nhớ là tôi tháo ra rồi mà. Mà thôi kệ, để cũng đẹp. Tại tôi sợ để tốn tiền mọi người thôi à. Rồi bây giờ tôi sẽ dắt mọi người đi lên lầu tham quan nha. Thì mới bước lên đó chính là cái không gian để mọi người có thể ngồi đây làm việc, trò chuyện với bạn bè nè, với lại các kệ sách. Còn bên đây là chỗ trồng cây, mà nói chứ trong phòng trồng cây ít thôi nha, chứ không là không có oxy để thở. Tại tôi thấy trống nên tôi để cho đẹp thôi. Còn đây là cái bàn làm việc nè. Còn ở phía trong này đó chính là nhà tắm ở trên phòng. Nhà tắm ở trên này thì tôi đặt là nhà tắm bồn nè. Ở ngoài đằng trước, trước của nhà tắm thì sẽ là ba cái tủ đựng quần áo. Một phần là để che đi cái lỗ hổng kia, một phần là để tủ quần áo luôn. Còn ở trong đây thì cũng chỉ là cái phòng ngủ thôi, không có gì hết trơn á. Đây là căn nhà khi mà nhìn từ trên nhìn xuống nè, quá là dễ thương phải không mọi người. Nhưng mà có chỗ nó cũng hơi trống một xíu, có gì mọi người trang trí thêm nha. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye.